Việc mà đem một cái bài toán vào ứng dụng thực tiễn nó là một vấn đề uh, nói thì dễ nhưng làm thì rất là khó. Với hơn 25 năm kinh nghiệm làm lãnh đạo cấp cao ở các tập đoàn công nghệ hàng đầu ở Mỹ và Canada, đặc biệt là tập đoàn Microsoft thì tôi xin mời ông Trương Quốc Hùng sẽ chia sẻ uh, thứ nhất, tại sao ông lại chọn uh, lĩnh vực y tế để ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào và những thách thức mà ông đã gặp phải trong quá trình kết hợp hai lĩnh vực rất là khó là công nghệ và y tế với nhau. Ạ xin mời ông đầu tiên bài toán y tế là một bài toán mang ý nghĩa và giá trị cho xã hội cho nên công nghệ mang công nghệ để giúp y tế tăng độ chính xác giảm quá tải và giải quyết những bài toán khó đó là một cái điều hạnh phúc khi mà mình được làm một bài toán ý nghĩa và giá trị cho xã hội. Bên cạnh cái giá trị đó về giá trị nhân văn đó thì có những giá trị khác. thí dụ như ngày hôm nay trên thị trường, trên thế giới, nó đã định vị cho à, về à, tìm kiếm thông minh, tức là search engine, thì chỉ có Google là là người coi như đã thắng cái cuộc chiến đó. Hay là những cái phần mềm về uh, social media tức là coi như liên kết hay là của những uh, người thì Facebook hay là Twitter dần dần tuy nhiên bài toán về công nghệ cho y tế vẫn chưa hẳn có một cái đối thủ định vị cho nên tôi cũng mong muốn là công nghệ của Việt Nam hy vọng là sẽ có khả năng giúp cho ngành y tế Việt Nam nói chung và nói riêng là cũng có thể được đưa ra trên thế giới và có thể tạo một cái giá trị khác biệt cho nền công nghệ Việt Nam vì chưa có người nào định vị trên thế giới là độc tôn. Điểm thứ ba là khi mà làm bài toán y tế thì phải cần có một cái môi trường, một sân chơi thì cũng may mắn là cái đất nước Việt Nam của chúng ta cũng có gần 100 triệu người có rất là nhiều bài toán khó cho về sức khỏe con người và cũng là một cái sân chơi để mà coi như được sự hỗ trợ của tập đoàn Vingroup để thành lập ra công ty Vingbrand để mà coi như tham gia cái cuộc chiến này và trong đó cũng rất là cảm ơn cái sự đồng hành của các bác sĩ như là Phó giáo sư lợi ở đây và rất là nhiều bác sĩ trong nước đã cùng hợp sức để mà làm bài toán khó này. Thứ hai tôi cũng trình bày về những thách thức khi làm bài toán uh, cho công nghệ cho y tế, tức là AI cho y tế. Thì thật sự là bài toán uh, AI cho y tế nó có nhiều cái vấn đề. là thứ nhất bài toán y tế là bài toán khó rồi. Bây giờ lại đem AI là một cái bài toán coi như là một cái công nghệ mới nhất vào trong y tế thì nó lại tạo ra một cái khó khăn và thách thức hơn tuy nhiên thách thức khó khăn cũng là cơ hội cho tất cả chúng ta thì cái khó khăn đầu tiên đó là dữ liệu của các cái đơn vị hay là bệnh viện nó rất là nằm rời rạc tức là nó nằm theo từng đơn vị thứ hai là nó chưa có một cái chủng nhất định cho nên là khi mà mình phát triển một bài toán cho giải quyết cho y tế mà muốn có thể đem ra sử dụng không phải trong Việt Nam mà cả thế giới thì Vinbrand cũng đã thu thập dữ liệu từ nhiều nơi thí dụ như là Mỹ, châu Âu, châu Á và luôn cả Việt Nam để tạo ra một cái bộ dữ liệu lớn thứ hai đó là cái khó khăn đó là dữ liệu gì nó rời rạc và nó không có chuẩn thì phải chuẩn quát cái quy trình làm sao làm sạch dữ liệu thì cũng nhờ là coi như là kết hợp với Stanford từ buổi đầu tức là 3 năm 3 năm trước khi công ty mới thành lập đã đưa ra được những cái bộ uh, thông dịch những cái cách đọc ảnh và kết hợp với các bác sĩ đầu ngành uh, như uh, giáo sư Lợi và một số giáo sĩ giáo sư trong uh, ngành chứng đoán hình ảnh để đưa ra được một cái atlas tức là một bộ định nghĩa những bệnh và sau đó nhờ một số lượng lớn các bác sĩ ở Việt Nam để làm sạch và gán nhãn dữ liệu. Khi đã có dữ liệu lớn thì phải giải quyết một cái bài toán là làm sao có thể đem ra thí điểm ở diện rộng và hiện tại là phải thí điểm ở một cái tầm là 50, 100 bệnh viện thì Vinbrand cũng đã thực hiện được cái điều đó. Thì để mà thí điểm đó và đánh giá cho thật thực tiễn và trong thời gian thí điểm và đánh giá thì cải thiện thì ngày hôm nay cái cái vấn đề thách thức đó cũng đã được giải quyết bằng cớ là vinbrand ngày hôm nay uh, doctor s đã có cơ như khách hàng ở mỹ và ở châu á và cơ như đạt được cái fda là một cái tiêu chuẩn cao nhất trong việc đánh giá chất lượng của y tế và cũng là đơn vị duy nhất trong Đông Nam Á một công ty trong Nam, Nam Á đạt được cái chuẩn này đầu tiên và trên thế giới thì không hơn 10 đơn vị có được cái FDA này và công ty Vinbrand cũng đang so sánh với những công ty lớn trên thế giới thí dụ như là General Electric cũng chỉ được có một cái FDA về cái bài toán mà cho chẩn đoán hình ảnh hay là một vài đơn vị khác như là Korea bên Hàn Quốc thì có Lunit. Cảm ơn. Vâng, à, rất cảm ơn những cái chia sẻ của ông Hùng. À, vâng, như ông Trúc Hùng có vừa chia sẻ thì uh, công ty Vimbrain đã vượt qua rất nhiều thách thức để có được những cái thành công đến ngày hôm nay và thành công gần nhất đó chính là sản phẩm Doctor S đã được chứng nhận bởi FDA. Vâng, thưa quý vị khán giả, FDA chính là cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ. Các sản phẩm về hai lĩnh vực này nếu muốn vào được thị trường Mỹ bắt buộc phải có chứng nhận của FDA. Vâng, đây là một chứng nhận của một thị trường cực kỳ khó tính. À, xin mời ông Trương Khu có thể chia sẻ thêm về cái hành trình mà công ty Vimbrand đã đạt chứng chỉ này không ạ? Vì với chia sẻ của ông là chưa đến 10 công ty trên thế giới có được chứng chỉ này. Xin mời ông ạ. Thì đầu tiên tôi cũng nghĩ là cái nhân dịp này tôi cũng là chúc mừng. Đây là cái tinh thần đoàn kết của đội ngũ trong Vinbrain để thực hiện cái bài toán khó và đạt được một cái chuẩn cao nhất trên thế giới đó là FDA thì để mà cơ như giải quyết được bài toán này thì từ ngày đầu giống như tôi đã trình bày là khi mà mới thành lập là đã ký kết với đại học Stanford là một đại học cơ như đầu ngành trong lĩnh vực y tế và lĩnh vực công nghệ để mà đưa ra những cái chuẩn quốc tế Thứ hai là khi mà phát triển thì đã có kế hoạch để mà nộp FDA từ ngày đầu, cho nên cái sự chuẩn bị cũng rất là kỹ lưỡng từ việc phát triển phần mềm cho tới là những cái chuẩn bảo mật thông tin cho tới những cái chuẩn về chất lượng của sản phẩm và chất lượng của mô hình và cũng là nhờ một cái đội chuyên gia của các bác sĩ đầu ngành đánh giá vào năm 2020. Và sau đó cũng nhận được những lời phản biện và phê bình để mà cải thiện. Ngoài ra khi mà nộp cái bằng FDA này thì Vingrang đội ngũ cũng rất là coi như chỉnh chu trong việc là nộp một hồ sơ coi như là khoảng hơn 15-16 cái bộ hồ sơ. Và coi như đội ngũ cũng phải thức, thức đêm và coi như hợp uh, và coi như giải quyết liên tục, Đúng không? và khi đã nộp rồi thì cái quy trình của fda nó cũng khá là khá là coi như uh, phức tạp và thú vị. Thứ nhất là khi mà mình nộp thì họ có một cái thời gian lúc đầu là khoảng một tháng họ xem xét, họ coi có đầy đủ chưa, có thiếu những cái gì và họ có chấp nhận. khi mà họ chấp nhận thì họ giữ cái hồ sơ đó một thời gian rất là dài không nói gì hết. Cho tới cái tháng cuối cùng thì họ có một cái vấn đề là họ sẽ hỏi rất là kỹ và họ giới hạn thời gian của mình. Thì ở đây FDA nó đang đánh giá là Vinpren nói và làm như vậy có đúng như vậy không. Và khi mà nó kiểm thì nó hỏi những câu hỏi rất là hóc búa và nó quyết quy trình cái thời gian là chỉ trả lời trong vòng khoảng 2 3 ngày thôi và đội ngũ cũng đã phải thức đêm trong cái tháng cuối cùng giải quyết năm sáu lần trao đổi với họ thì cuối cùng thật sự là cái điều may mắn cũng thật tình cờ và bất ngờ đó là cái FDA đầu tiên của Vinpren và cũng là đầu tiên trong năm Á được duyệt cái ngày Quốc Khánh của Việt Nam mình thì tôi cũng rất là trân trọng và cũng rất là vui trong cái kết quả này. Rồi. Cảm ơn. Xin cảm ơn chia sẻ của ông Hùng vâng ạ ai ở trong vinmec vâng vâng ạ tôi nghĩ là sự chứng sự chứng nhận của công ty của fda cũng chính là một dấu mốc rất là quan trọng không chỉ cho công ty vinbrain mà còn cho sự nghiệp phát triển trí tuệ nhân tạo ở việt nam nó chứng nhận là các nhà khoa học ở việt nam có thể sánh ngang với các nhà khoa học ở thế giới và chúng ta có thể làm được và tôi cũng xin chúc là cái sự phát triển sự kết hợp của công nghệ và y học ở Việt Nam sẽ ngày càng phát triển. Người dân ở Việt Nam sẽ ngày càng được tiếp cận với các công nghệ uh, sự chuẩn hóa, số hóa y tế để ngày càng có được sự chăm sóc tốt hơn. Vâng, chương trình uh, rất cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi cái phần chia sẻ của chúng ta và cảm ơn quý vị khán giả đã gửi rất nhiều câu hỏi về cho chương trình. Thì sau đây, tôi xin được uh, chia sẻ một số câu hỏi mà các quý vị khán giả đã gửi đến chương trình để chúng ta có thể nhận được sự giải đáp của Phó Sư Lợi cũng như là ông Trương Quốc Hùng ngay tại đây. Vâng, câu hỏi đầu tiên, anh Nguyễn Thanh Huy có gửi đến Phó Sư Lợi. Theo em được biết, khi làm việc với ảnh y tế, các ảnh như là x-quang, CT hay là MRI, thì việc thiếu mẫu ảnh có ghi nhận tổn thương ảnh hưởng rất nhiều tới việc huấn luyện mô hình AI. Nếu em chọn cách tiếp cận theo việc tạo ảnh sử dụng các thuật toán gan, tức là thuật toán tái tạo dữ liệu mới sau quá trình máy học, thì liệu các mẫu sinh ra có đủ tin cậy không ạ? Mong pháo sư giải đáp thắc mắc ạ Vâng Thì rõ ràng là Cái việc tạo ra một cái sản phẩm Mà có độ tin cậy cao Thì số N phải rất lớn Và trong cái thống kế Thì cái độ tin cậy nó rất là phụ thuộc vào các cái mẫu Thế thì bây giờ Cái câu hỏi của anh Huy ấy, Tức là giả như mà chúng ta bị thiếu cái mẫu và liệu rằng có thể gọi là cải biên sao chép để tạo ra cái mẫu tương tự và để giúp cho cái đánh giá cái mẫu đó nó có đại diện được cho một cái bệnh lý nào đó hay không thì câu hỏi là là, là được. có lẽ là như vậy vì tôi cũng đây là một cái vấn đề mà cũng khá là gọi là mới chữ gen tức là một cái từ từ tiếng Anh và chúng ta có thể gõ lên trên trên mạng có thể tìm ra được đó là một cái quá trình sau khi máy nó học xong thì nó tái tạo lại một cái bộ mới mà dựa trên cái dữ liệu cũ thì chẳng hạn như là các cái nốt mờ phổi thì với cái mẫu mà chỉ có 300 thôi thì chính cái cái chương trình gen này nó sẽ làm những cái mẫu lên có thể là 500 600. Thì cái, cái N càng lên càng cao thì nó càng đại diện cho cái độ chính xác và cái độ tin cậy thì cao hơn. Tuy nhiên nhưng mà kết quả sau cùng nó có đáng để tin cậy hay không thì rõ ràng là cũng cần phải qua cái kiểm định kiểm định trống tức là kiểm định trống cái chẩn đoán hình ảnh với nhau ví dụ x quang thì dùng ct nhưng mà cái kiểm định ngoài này nó quan trọng hơn, đó là kiểm định bằng cái giả vô bình. Và cái giả vô bình đó chính là cái cái mà cái thước đo vàng. Và nếu giả sư như lấy màu đỏ mà nó đại diện được và nó cao hơn và tốt hơn so với cái màu nhỏ và được khẳng định bởi cái kiểm ngoài của giả bình, thì cái đó được công nhận là tốt. Còn nếu giả sư như mà nó thấp hơn thì là không tốt, thì buộc. Cái người lấy mẫu phải có cái cách đặt vấn đề khác và lấy cái mẫu kiểu khác hay nói khác đi tức là chúng ta phải nhân bằng con số thực tế các cái bình nhân thật bằng nghiên cứu đa trung tâm bằng nhiều cái bệnh viện và theo tôi được biết thì như anh hùng vừa trình bày thì có đến cả trăm cái bệnh viện mà chúng ta đang lấy mẫu thì hy vọng rằng những cái mẫu đó là cái mẫu thuần nhất hay là thuần tập tức là cái mẫu mà theo các thông số kỹ thuật thống nhất và cái việc đánh giá thì đánh giá bằng cả con người là bác sĩ chuyên chuyên gia ít nhất là phải có cái 10 năm kinh nghiệm trở lên về cái lĩnh vực đó rồi sau về dùng máy để kiểm định trở lại thì khi đó mới nói được rằng cái việc mà mẫu thay thế tái tạo đó có giá trị hay không và đây chính là cái thủ toán mà các công ty đang cạnh tranh nhau và gen bây giờ chứng minh cái người máy này thông hơn người máy kia phần mềm trí tuệ nhân tạo này hơn cái trí tuệ nhân tạo kia là cái chỗ này và người ta đang cạnh tranh và tất nhiên cũng rất nhiều cái thách thức và nguy cơ Đó. không biết về câu hỏi này thì ông hùng dưới góc nhìn của công nghệ thì có, có chia sẻ gì thêm không ạ thì cũng đồng tình với anh lợi trong cái chia sẻ này thì tôi cũng có một hai điểm cộng thêm thứ nhất là khi mà mình làm cái ai thì đầu tiên là mình phải có những cái đo thước đo lường, tức là những cái metric cho nó thật chuẩn. Thí dụ như trong y tế thì là specificity và sensitivity là hai cái đo lường mà các bác sĩ coi rất là trọng và nếu những con số này mà dưới 90% thì các bác sĩ sẽ không dùng cái sản phẩm. Cho nên là Vinbrand cũng trọng tâm trong cái vấn đề chất lượng. Thứ hai là khi mà mình giải quyết cái bài toán mà thiếu dữ liệu thì thật sự là cái bài toán đầu tiên là càng tìm dữ liệu càng nhiều chỗ càng tốt. Nếu thiếu thì mình giải quyết như thế nào? Thì đó là một trong những cái bài giải đó là dùng phương pháp GAN để để tự tạo ảnh ra từ những cái ảnh thật. Thì khi mà tạo như vậy làm sao mình biết là nó hữu ích hay không hữu ích? Thì cái vấn đề chính yếu ở đây đó là mình phải dùng cái bộ thử nghiệm mà gọi là Go Round True tức là một cái Golden Set. Thì cái Golden Set này giống như anh Lợi là mình phải dùng hồi cứu và giải phẫu bệnh để xác định nó. Và đây là những hình ảnh đã được xác định bởi giải phẫu bệnh. Thì mình dùng nó để đánh giá là có làm AB test tức là AB thử nghiệm có gan làm thêm 1.000 ảnh nữa cộng với 300 ảnh đầu thì nó tốt hơn hay là so với 300 ảnh đầu không có gan thì nếu mà nó tốt hơn thì mình sử dụng thôi có nghĩa là gan hay là chuyện làm sạch dữ liệu hay là thu thập dữ liệu từ nhiều nơi giống như Vingren ngày hôm nay làm là được khoảng 2 ,3 triệu ba ảnh lúc mà mới vừa phát triển đưa cái sản phẩm .tx vào ngày 14 tháng 6 năm 2020 thì lúc đó chỉ có khoảng một triệu tư thôi nhưng mà bây giờ đã lên hai triệu ba rồi thì tiếp tục mình có nhiều dữ liệu và mình phát triển thì lúc đó mình sẽ coi là tiếp tục sử dụng gan khi cần thiết ngoài, ngoài ra thì vinbrand cũng đã có một à, số bạn trong cái đội à, gọi là nghiên cứu cũng đã à, viết một bài báo đã được đăng trên tạp chí à, à, top 10 của thế giới về dùng gan trong cái chuyện phát triển AI thì cũng đã chứng minh là gan có cái có một cái số, số một bài toán nó rất là hữu ích. Vâng cảm ạ, à, Xin cảm ơn chia sẻ của hai khách mời. À, vâng, hy vọng là sự chia sẻ của hai chuyên gia đã trả lời được câu hỏi của bạn Huy. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì thì bạn Huy có thể gửi tin nhắn về cho chương trình, chúng tôi sẽ hỗ trợ để tiếp tục giải đáp có thể giải đáp câu hỏi của bạn sâu hơn. Vâng, à, chúng tôi sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của chị Bích Thủy câu hỏi là AI thật sự hay và hữu ích tuy nhiên em muốn hỏi về tình hình ứng dụng AI trong y tế tại Việt Nam liệu đã có nhiều bệnh viện là được sử dụng cái công nghệ này chưa câu hỏi này thì em xin phép nhường lời cho anh Hùng được không ạ thì hiện tại thì tôi cũng rất vui là chia sẻ với tất cả quý vị là sản phẩm dr S cũng đã được sử dụng rộng rãi cả ba miền trong Việt Nam và đã được coi như 126 bệnh viện ký kết để sử dụng đó tế thì hiện tại mình cũng triển khai khoảng 100 bệnh viện 110 khoảng đó thứ hai đó là khi mà sử dụng thì khi mà dr tiếp cận thì cũng giống như cái câu hỏi nãy của anh lợi là AI có thể thay thay đổi hay là thay thế bác sĩ hay không thì thật sự là Vinbrand cũng rất là à, tiếp cận trong một cái tư thế là cùng nhau phát triển và cùng nhau mang cái giá trị cuối cùng cho cái người bệnh cho nên cái sản phẩm của Vinbrand cũng mặc dù là nó AI nó không có khoa trương hoành tráng gì mà nó chỉ cần gọi một cái tên là Doctor X có nghĩa là một trợ lý bác sĩ thì cái đó cũng là một cái tâm trạng của Vinbrain là muốn mong muốn là sẽ được hỗ trợ để cùng với bác sĩ giải quyết bài toán khó. Cho nên nhờ cái cách tiếp cận như vậy và nhờ cái cách làm sản phẩm chất lượng và được triển khai rộng rãi trên hệ thống đám mây cho nên chuyện phát triển của Vinbrain nó cũng đi rất là nhanh và có thêm được cái sản phẩm AI Vcare là quản lý hình ảnh y tế rồi ra kết quả không in phim cứng và coi như giải quyết rất là nhanh trong cái kết quả đó và người ta có thể giữ được cái hồ sơ y tế trọn đời để mà nhằm phát hiện bệnh sớm thì đó là những cái giá trị mà Vingroup mong muốn tiếp tục cống hiến. Cảm ơn chia sẻ của ông Hùng. Vâng ạ, à, thưa phó sư lợi thì với tư cách là một chuyên gia cao cấp ở bệnh viện ở Trung Hương Huế thì không biết phó sư có thêm ý kiến bổ sung gì về việc ứng dụng của trí tuệ nhân tạo tại hiện tại tại các bệnh viện không ạ? À, vâng thì tại nhiều bệnh viện thì hiện nay giống như anh hùng vừa trao đổi tức là đã áp dụng cái phần mềm doctor s để hỗ trợ cho bác sĩ đặc biệt trong cái phim quang đoàn một bước đánh giá ban đầu ừ, theo tôi thì đấy là một cái bước hỗ trợ cũng khá tốt đặc biệt là giúp cho các cái cái đơn vị mà trong cái telehealth của bộ y tế thì sẽ giúp cho các cái bệnh viện từ xa và nếu mà chúng ta đưa cái phần mềm này thì hỗ trợ cho họ vì khi họ chưa có bác sĩ x tại đó à, tuy nhiên bên cạnh cái dr x thì tôi cũng có biết là một vài cái công ty ví dụ như ibm họ cũng đầu tư một cái chương trình tại cái bệnh viện đa khoa uh, ừ, thái nguyên và phú thọ rồi cũng có những chương trình đánh giá về ung thư và oncology và cũng được biết rằng là trong tập đoàn thì ngoài cái Vinbrain thì có cái Big Data cũng là một cái đơn vị đang nghiên cứu và cũng đang ứng dụng những cái thành tựu mà của công nghệ trí tuệ nhân tạo đem lại tuy nhiên để mà được công nhận trên trường quốc tế và tại thị trường Mỹ thì cho đến nay thì tôi cũng tìm cái cái approve của họ rất là khó và cũng rất là vui mừng được thấy rằng Vinbrain đã được họ approve trong thì đó là một thành công mà theo tôi thì nó có tính khác biệt. Cảm ơn chia sẻ của phó Hóa sư lợi. Vâng, uh, hy vọng rằng là các những chia sẻ vừa rồi đã giải đáp được câu hỏi của chị thủy và hy vọng rằng là chị thủy sẽ sớm tiếp, được tiếp cận với các uh, công nghệ ở trong lĩnh vực y tế. Vâng ạ. Đến với câu hỏi tiếp theo, uh, anh Nguyễn Thanh Sang có câu hỏi như sau. Uh, thưa phó sư lợi uh, các bác sĩ hiện tại cần cải thiện gì để không lạc hậu trong thời điểm trong thời đại mà AI đã phát triển hiện tại ạ à? à, vâng dạ. xin mời à, vậy thì đây là một cái vấn đề mà không phải chỉ của riêng ai mà của toàn ngành và do vậy trong hội thì chúng tôi uh, bàn với uh, trong các đồng nghiệp thì nên tổ chức riêng những cái uh, phiên cái section để nói về cái chủ đề này và đó là một cái cách để truyền thông cái cái, cái tâm của cái hội chuyên ngành và rõ ràng trong cái buổi đó thì tôi cũng cảm nhận được rất nhiều người quan tâm và rất nhiều người lắng nghe và đặt rất nhiều câu hỏi và đó là lý do tại sao mà tôi cũng rất là muốn cùng với, với công ty Vinbrain để có cái buổi trao đổi nó mang tính chất và là nó rộng hơn ngoài cái chuyên ngành và kể cả cộng đồng và vậy thì những người làm chuyên môn thì đặc biệt là phải biết những cái vấn đề cơ bản và nếu mà chúng ta muốn dài máy thì thực hiện chúng ta phải chụp chúng ta phải là cái người chẳng hạn như mà đánh cái label tức là dáng nhạc thì anh giảng cái kiểu gì mà giảng a là a chứ không thể giảng a là b thì như vậy bác sĩ chính là phải và gọi là làm chúng mình trước khi chúng ta tiếp cận với với máy để dạy cho máy là điều thứ nhất cái thứ hai là những cái công nghệ người ta ứng dụng vào trong các máy thì chúng ta chỉ là người sử dụng thôi lấy ví dụ tức là trong cái phiên gần đây của cái trao đổi trong hội thì có hai cái lùng án lùng văn mà đều làm ở Đài Loan nghe anh không? Đài Loan họ cũng khá mạnh về cái cái mạng này ngoài Hàn Quốc. Thì hai cái luận án đó đã cho thấy những cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo và trên cái quần thể cái bệnh ở người Đài Loan và một 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 cái đề tài về cộng đồng về cả cái cái tỷ lệ về bệnh tật một đề tài thứ hai rất là ấn tượng đó là đánh giá cái cái cái, cái chim và cái dây chằng bằng cái công nghệ công nghệ này thì chính đó là những con người Việt Nam và những cái uh, cách học tiếp cận và làm cái luận văn luận án ở nước ngoài thì tôi cũng rất là mong uh, cái bác sĩ uh, chuyên ngành thì phần một là phải nắm vững uh, chắc các cái vấn đề chuẩn về từ kỹ thuật cho đến các cái ngôn từ chẩn đoán và đặc biệt là cái bệnh và thứ hai là phải hiểu được các tính năng ứng dụng để chúng ta uh, làm sao để cùng kết nối và đặc biệt là bên công nghệ thì thì, thì, thì có như thế chúng tôi bắt kịp cái cái bước tiến uh, của cái thế giới nói chung và ngay cả trong nước nếu mà cái nơi này mà không không cập nhật thì chắc chắn chúng ta sẽ bị tụt hậu so với nước khác. À, rất uh, cảm ơn sự chia sẻ của sư lợn tôi hy vọng rằng uh, với công nghệ nói riêng và trí tuệ uh, công nghệ nói chung và trí tuệ nhân tạo nói riêng thì sẽ không phải là một cái thách thức với uh, các bác sĩ và đây sẽ là động lực để giúp các bác sĩ ngày càng phát triển hơn và sẽ giúp đỡ các bác sĩ nhiều trong công việc, đặc biệt là việc giảm tải cái thời gian cũng như là chẩn đoán chính xác hơn. Vâng ạ. Đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Long Phạm gửi đến ông Hùng. Thưa anh Hùng, hiện tại trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam đang rất mới, không chỉ trong lĩnh vực y tế mà còn trong rất nhiều lĩnh vực khác như là ô tô tự hành, camera thông minh. Với người Việt Nam thì có vẻ là Công nghệ này nó vẫn còn rất mới và chưa du nhập vào cuộc sống nhiều. Vậy tại sao uh, anh lại chọn startup Vinbrain, hay cụ thể là trí tuệ nhân tạo vào y tế vào thời điểm hiện tại chứ không phải là vài năm nữa khi mà thị trường Việt Nam đã đón nhận cái công nghệ này nhiều hơn ạ? Xin mời thì Thật ra khi mà mình làm một cái bài toán mà nó mang cái tính khác biệt, thì nó cũng cần một vài điểm, tức là mình cũng phải đi trước, một mang một cái tính cách là dẫn dắt thứ hai là giống như tôi nói là cái đợt dịch đại dịch lần rồi hay là những cái vấn đề về y tế là một cái vấn đề cần thiết và rất là quan trọng trong cuộc sống của con người cho nên khi mà cái công nghệ ngày hôm nay đã ai nó đã trưởng thành và có được những cái số lượng dữ liệu trong y tế theo một cái chuẩn khá tốt đó là trong cái uh, hình ảnh y tế là đã được các máy chụp ra một cái chuẩn rồi. Cho nên khi giữ là dữ liệu vào chuẩn và cái công nghệ về um, you know, coi như về cái CPU uh, hay là tất cả những cái máy học nó đã phát triển và giá cả nó hợp lý thì cái khả năng để mà thực hiện một cái bài toán khó này đều có thể làm được và nhờ như vậy thì khả năng của công nghệ Việt Nam có thể đứng trong một cái vị trí cao trên thị trường quốc tế. Chính vì vậy tôi nghĩ là kết hợp của kiến thức của các bác sĩ Việt Nam khá giỏi so với mặt bằng chung của thế giới. Thứ hai, một đất nước với một 100 triệu dân rất đông. Thứ ba là những cái công cụ dạy máy nó cũng đã hợp lý và có thể sử dụng hệ thống đám mây ở bất cứ mọi nơi nào với tất cả đó về dữ liệu về học máy về kiến thức thì mình có thể giải được quyết được bài toán mà mình có thể cạnh tranh được với thị trường quốc tế thì đây là cái điều mà công ty Vingren rất là mong muốn cảm ơn chia sẻ ông à, vâng tôi cũng xin chúc là công ty Vinbrain với tầm nhìn và sứ mệnh của mình sẽ luôn là ngọn cờ dẫn đầu trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo trong ứng dụng vào y tế ở Việt Nam. Vâng, thưa quý vị khán giả, do thời lượng chương trình có hạn, tôi cũng biết là quý vị gửi rất nhiều câu hỏi về cho chương trình, nhưng tuy nhiên câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Và trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì tôi tin chắc rằng khái niệm trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong y học và chẩn đoán hình ảnh đã không còn xa lạ với quý vị nữa. Uh, một lần nữa tôi xin được cảm ơn hai khách mời đã tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay uh, chúc cho hai khách mời sẽ luôn mạnh khỏe và thành công trong sự, uh, sự nghiệp của mình một lần nữa xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp quý khán giả trong những chương trình lần sau xin chân thành cảm ơn